nha. Thì hôm nay anh em cũng đi biển tranh thủ trường em cũng thì hôm nay anh em tranh thủ đi sớm nha. Dự kiến cùng anh em là sẽ thăm cả điểm Mường Nang. Thì các mùa này khi mà ăn Tết xong anh em sẽ đi thăm điểm Mường Nang nha. Mường Nang thì anh em sẽ tới cái điểm đó nhảy xuống và kiếm Mường Nang, nếu mà có thì anh em sẽ mang lưới xuống để bắt. Thì dự kiến hôm nay là anh em đi khoảng 12 giờ tới khu vực thăm điểm Mường Nang nha. Thì nếu mà không thăm điểm Mường Nang thì anh em đi tầm khoảng 1-2 giờ chiều đi, nhưng mà mùa này có Mường Nang thì anh em tranh thủ đi sớm, canh giờ thì khoảng 9 giờ 10 giờ thôi cô chú anh chị, canh giờ 10 giờ nha. Vì vậy dự kiến của mấy anh em là khoảng 12 giờ 1 giờ vô tới điểm Mường Nang. Rồi bây giờ gắm sẽ nghỉ ngơi, chờ anh Năm chạy tới cái điểm Mường Nang để thăm nha. Đây rồi em cô chú anh chị thấy êm nha, nước thì toàn vắt luôn. Đây đứng trên cao này nhìn xuống thấy dạng luôn nè. Chỗ này nước cũng 3-4 mét nước nha, chứ không cạn đâu cô chú anh chị. 3-4 mét nước và thấy rõ ràng luôn. Anh em chạy lên cái hướng kia. Khu vực anh em đi thì phải qua khu vực cá hồng đen đó nha. Chạy ngang qua cá hồng đen. Xóm của gẫm ở sinh sống này, con xóm thì rồi hôm nay êm á, khá là lòng nha. Hai tiếng đồng hồ anh em cũng tới cái điểm để mà thăm điểm Mường Nang. Nào mình sẽ mang súng, dây thì anh em cũng chuẩn bị xong hết rồi. Thăm điểm Mường Nang thì hai người thăm, khi bắt thì bốn người bắt nha. Giờ thì vô địch nhảy xuống thăm điểm. Rồi, may mắn nha. Rồi, một cái điểm đầu tiên, Gẫm với anh Hai vừa mới nhảy xuống để thăm điểm Mường Nang. Thì những tập trước, video trước thì cô chú chị xem cũng biết rõ nha. Và anh Hai xì tai không có được. Nếu mà không xì tai được thì không nên xuống nha. Nó sẽ nổ cái lỗ tai, bở bè nhĩ đó cô chú chị. Phải ngò lên mặt nước, sau đó xuống lại lần hai nha. Gẫm thì không có đau tai, sẽ xì xuống tới dạng luôn nè. Nước tháng này thì lần khỏi chê. Chỗ này anh em thăm điểm tầm khoảng 12 xả tay, tương đương 20 đến 22 mét nước nha. Wow, phía xe là cái bể cầu nha, rất là nhiều. Gẫm cũng đẹp dạng luôn nè. Đang đi tới cái điểm Mường Nang. Thường nhảy sẽ xe điểm một tí, sau đó anh em sẽ đi lại nha. Chứ nhảy gần thì sợ mực nó sẽ đụng á, nên không dám nhảy gần. Phía xe lần hai giờ mới xịt ta xuống này. Và ké phía xe nha. Bên ngày thì ké rất là nhiều luôn, nhưng mà không có cách nào để bắt. Có lẽ không gặp cái điểm Mực Nang rồi. Keno đang kéo lên nha. Thêm lần nhảy thứ hai để mày thăm điểm này. Điểm Mực Nang thì anh em có rất là nhiều điểm luôn, tầm khoảng mười mấy 20 điểm. Nhưng mà chủ yếu thăm những cái điểm mực hai sinh sản thôi. Cũng cái gò này nha. Và anh Hai lại không xì ta được nữa rồi. Anh Hai cũng xì ta được rồi. Có lẽ chỗ này là cái điểm Mực Nang này. Anh Hai chỉ chỗ này nha. Không biết có cứng không. Thường có cứng mới hay có mực nha. Không có cứng thì anh em sẽ lên thăm các điểm khác.
Rồi, cái điểm này mực không sinh sản rồi. Ẩm sẽ đi kiếm các chỗ khác nha. Wow, hình như Ẩm phát hiện ra mực nang của chú anh chị. Phía lên cano đang có kéo lên á. Ẩm sẽ giật dây lại không cho kéo lên nha. Về Ẩm cũng quắt anh hai lại. Ẩm phát hiện ra chỗ này có mực nang nha. Anh hai cũng thấy rồi. Đó, cô chú anh chị thấy không, phía xe có một con mực đực nha, đang có giữ trứng. Thì cô chú anh chị xem thông cảm nha, trứng này khi mực sinh sản ra nó vẫn nở bình thường. Chỉ là những con mực này nó yêu trứng á, nó ở thôi. Không có mực thì trứng nó vẫn nở nha. Hình như hai con của chú anh chị. Hai con mực nha. Thường những cái điểm này đa số tầm khoảng 2 con trở lên, có điểm thì mười mấy 20 con. Cẩm và anh Hà đang quan sát thêm nha. Tầm khoảng 2 con trở lên anh em mới giăng lưới. Rồi anh hai giật dây cho phiết lên thẻ lưới xuống nha. Phiết lên thì có Tiên với lại anh Thiện sẽ mang lưới xuống. Một con chỗ đó về một con chỗ này nè. Anh Hà thì phát hiện ra 3 con nha. Nhưng mà Ẩm thì chỉ thấy được 2 con thôi. Mực khi sinh sản xong nó yêu trứng thì nó sẽ ở cái điểm trứng đó miết luôn. Bắt hết cái chòm này thì có khi có chòm khác nó sẽ tới giữ trứng tiếp nha. Vì vậy cái mùa mực nang anh em được tiền là nhờ như vậy đó cô chú anh chị. Phía trên cano cũng chạy lại gòn rồi. Chạy lên đầu của mấy anh em, sau đó nhảy xuống, thẻ lưới xuống nha. Có một con mực nó cứ đua theo cái chòm trứng á, cái chòm san hô đó cô chú anh chị. Rất là lâu nha, nhưng mà chưa thả lưới cô chú anh chị, anh hai phải giật ra liên tục luôn. Sợ lâu á, mực nó sẽ rời đi. Ẩm cũng giật ra cho phía trên biết nha. Vì mực ít này, Ẩm sẽ giật ra nhẹ thôi. Cô chú anh chị thấy không, con mực đực, đa số mực đực nó sẽ giữ nha. Đó là những con mực cái thì nó nằm xung quanh. Một chòm như vậy thì sẽ có một con mực đực đầu đàn. Rồi sau một lúc thì phía lên cũng ôm lưới xuống nè. Phía xe là Tiên với lại anh Thiện nha. Nhiệm vụ của Tiên và anh Thiện là chỉ có mang lưới xuống thôi, chứ không xuống thăm điểm nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ giăng lưới. Cũng may mà nước êm á, nó không chảy xiết. Nếu mà chảy xiết thì anh em khó giăng lưới. Đây Ẩm sẽ phụ anh hai giăng. Thường hai người giăng và hai người giữ cái tùng nó dê nha. Để kéo cái tùng dê to và rộng, khi mực nhiều á, nó sẽ chạy về cái đẩy. Còn kéo cái tùng dê thì mực nhiều á, nó sẽ không chạy vào đẩy nên khó bắt mực hơn. Tiền với anh Hà đang có giăng cái tùng dê. Ẩm với anh Thiện thì giăng cái rừng chì nha.
cái lưới mực nen này rất là nặng luôn. Anh hai cũng giăng các tùng dây rùa nha. Giờ anh hai sẽ phụ gắm giăng các chuồng chì, gắm đi lùa mực nha cô chú anh chị. Chỗ này chỉ hai con thôi nên lùa cũng khá là nhanh. Bắt mực ngày này mà nếu mà nhiều mực thì bắt rất là nhanh tiền nha. Đây cứng nó sinh sản chỗ này nè, còn mực đứng phía xe, chỗ này nó sinh sản hai chỗ luôn nha, phía trước này cũng sinh sản nè. Đây là con mực đực này cô chú anh chị, còn phía trước kia là con mực cái. Đây con mực đực nó sẽ dạng hơn nha, con mực cái thì ở phía xe rồi, nó cũng chạy dây vòn lưới rồi. Có một năm anh em thăm điểm một điểm mười mấy 20 con, hai ba điểm thì được 20 con nha. Bây giờ thì ít lại rồi, xuyên đêm rất nhiều nên cũng ít nha cô chú anh chị. Qua hai con mực nó đang ở chạy ra lưới. Đây gẫm sẽ bắt con mực cái này nha. Qua mạnh lắm nha, những con mực bên ngày này nó cực kỳ mạnh luôn cô chú anh chị. Rồi, con mực này gắm bắt là con mực đực nha, không phải con mực cái. Con mực cái ở phía xe. Phía này thì anh hai bắt con mực cái này, đang làm cho nó yếu không còn bơi. Vì cái điểm này hai con nên cũng không có nhiều quay cho cô chú anh chị xem. Nếu mà một điểm mười mấy 20 con thì đẻ lắm nha. Đây con mực cái này nó sẽ có những chấm xanh như thế này. Rồi cũng xong rồi cô chú anh chị, phải gom lưới lại để tiếp tục nhảy các điểm khác nha. Phải canh thủ cho nhanh để có thời gian nghỉ ngơi. Đây chỉ được hai con mực này. Hai con mực này tầm 7-8 kg, gần 10 kg luôn. Thường mực này có con 5-6 kg. Khi mà xong gom lưới lại xong hết á, sẽ có một người thẻ cá bong bóng lên nha, cho phía lên biết về thẻ cho đé xuống. Ở phía lên cũng đang có kéo lưới lên. Anh em phải rất là cẩn thận nha, chứ những cái dây lưới này nó mén vào thì nguy hiểm lắm. Rồi kéo lưới lên hết thì tới mấy anh em lên sau. Nước chỗ này cũng khá sâu nha, tầm khoảng 12 xả tay, tương đương 20 đến 25 mét nước. Nhưng mà nước rất là long. Đây con mực đực nha. Đực dặn gì? Mực cái. Thăm điểm này thì anh em thăm quen nên phân biệt những con mực đực và mực cái nha. Đây tới cái điểm tiếp theo nha. Điểm vừa rồi anh em được hai con thôi. Gặp ba con nhưng mà chạy hết một con, chạy nó lặn đi nha. Giờ thì anh em tiếp tục thăm điểm tiếp đây, cứ thăm hết điểm thì anh em nghỉ ngơi tối xuyên đêm. Rồi tiếp tục thăm các điểm mới nha. Vừa rồi thì bắt được hai con. Ai cũng đẹp dạng rồi nè. Giờ đi kiếm cá tổ mực.
thường anh em sẽ nhảy có khi lệch đúng nha, có khi cũng lọt cô chú anh chị, phải đi kiếm. Vì những chỗ này anh em thăm quen nên sẽ biết nha. Những tảng đá rất là to luôn, còn gọi là hòn cló. Có lẽ không có rồi. Rồi tiếp tục điểm mới nữa nha. Khu vực này anh em mới chạy đi khé xe khoảng 1 tiếng đồng hồ mới tới khu vực này. Khu vực này anh em gọi dài. Rồi, may mắn nha. Chỗ này anh em thăm tầm khoảng 8 đến 9 xả tay nha. Tới khu vực gòi dài nước nó sẽ đỡ hơn một tí. Anh hai là tiếp tục không xì ta được cô chú anh chị. Càng về chiều thì nước nó hơi mờ một tí. Rồi cũng tới đáy rồi. Xuống thăm mày có mực thì anh em đỡ lạnh hơn nha. Không có mực thì lạnh ê người. Tháng này nước lạnh lắm. Rồi, cái chỗ này cũng không có mực nha. Không có mực thì anh em sẽ lên sớm. Rồi, lại tới một điểm nữa nha. Thì 3-4 điểm rồi, anh em chỉ được 2 con thôi. Rồi là tiếp tục thăm điểm mực nang nữa nè. Các khu vực gò già này thì tầm khoảng 6-7 điểm nha. Có thì anh em thăm nhiều, không có thì anh em thăm 1 đến 2 điểm thôi. Nước càng sâu thì anh em xuống càng lâu nha, phải giảm ép tay. Wow, phía xe ké nha, ké rất là nhiều luôn. Bên ngày thì san hô nó sẽ ngủ nên không có màu sắc đẹp cho cô chú anh chị xem. Bên đêm thì nó sẽ nở ra, màu sắc rất là đẹp luôn. Những con ké bên ngày thì màu sắc nó cũng không có nhiều. Đa số là ban đêm nó sẽ đẹp hơn. Đang có kiếm cái điểm mực. Có lẽ không có rồi. Anh Hà thì đang có kéo lên nha. Bây giờ thì anh em nghỉ ngơi, tiếp tục lặn đêm cô chú anh chị. Rồi, hết điểm mực đang nha. Anh em dọn dẹp tối xuyên đêm. Chứ thăm ngày này mà nó không sinh sản, không giữ trứng thì không có mực nha. Cho anh em nghỉ ngơi tối xuyên đêm. Tiếp tục săn bắt hải sản ban đêm nha. Ban đêm thì anh em sẽ dùng đèn pin xuyên chỉa. Ban ngày thì anh em dùng lưới bắt mực. Rồi tiếp tục xuyên đêm nha. Thăm điểm mực ngày thì cũng chỉ được 2 con thôi, không có nhiều. Phẩm đang kiểm tra xem camera có bị vô nước không. Gần tới rạng rồi, lặn đêm thì nước cực kỳ lạnh luôn. Khu vực này tầm khoảng 8-9 xả tay. Phía xe có một con cái dơm này cô chú anh chị. Wow, nó chạy rồi. Hình như chỗ này có một con ké. Đúng rồi, một con cái mó mua nha. Nó chui về hang sâu rồi. Đây tới chỗ này gẫm phát hiện ra một con ốc nha. Ốc này gọi là ốc bu.
Đây con cái rơm hồi nãy nó xảy này, chưa có cơ hội để siêu, giờ thì không có chạy được nữa rồi. Cái rơm còn gọi là cái leo, cái này đây số sẽ tá chanh nha. Và một con ốc, ốc này gọi là ốc ăn, tầm khoảng 9 đến 10 nghìn một con. Chuyến này có một con cái kình nha, cái kình trắng, cái kình trắng thì ăn khỏi chê rồi, còn gọi là cái giò. May mắn này cô chú anh chị, một con mực nang. Con này nhỏ nha, Lẩm sẽ bắt tay để nuôi sống. Những con từ 1,5 kg trở xuống thì thương lái sẽ mua sống bán cho lồng bè nha. Con lên 1,5 kg thì anh em siêu để ướp đế. Chỗ này là một hang sâu này, không biết có con gì không, tạm đang có kiếm. Đây con hang sâu này, đa số sẽ có cái chèm, một con cái chèm đầu tiên. Sương đêm chủ yếu là cái chèm nhiều. Phía xe này cũng có một con ốc, ốc mà lặt lên này, đa số ốc mượn hồn nó sẽ chiếm đóng nha. Nó đang có săn con ốc này á. Và một con cái gáy phía xe, cô chú anh chị thấy không, rất là to luôn, nhưng mà nó chạy đi rồi cô chú anh chị, không có cơ hội để xuyên. Cũng may mà phía xe có mấy anh em nha, bấm quắt đèn này. Cái này nó nhét ánh đèn à, phải bèo lại cô chú anh chị. Bấm thì chặn bên này, phía xe hình như anh Thiện nha, anh Thiện cũng bao phía bên kia, phải phe thẳng về con mắt của nó cho nó quán. Nhưng mà ban đêm thì không phe được lâu cô chú anh chị, đi tới những hộp đá hoặc là những hang đá to thì bắt buộc phải phe đèn pin xuống để có đường đi nha. Vì vậy con kế nó cũng chờ cơ hội đó để mà lánh đi, nếu mà phe thẳng miết thì sẽ có cơ hội hơn. Chỗ này cũng không thể nào phe được nữa rồi, bán cục đá nào nha. Con kế cũng nhân cơ hội để mày lắm đi. Ẩm và anh Thiện cũng đang có bèo này, vẫn còn thấy nha, nó không có chạy nhanh. Nhưng mà một cái quẩy đuôi của nó thì Ẩm và anh Thiện phía không có kịp cô chú anh chị. Rất là lâu nha, ví một con kế này thì tầm khoảng nửa tiếng đó cô chú anh chị. Cũng gần tới rồi nè, hy vọng nó sẽ không chạy đi xe hơn nha. Nhưng mà không kịp rồi, nó chỉ quẩy một cái nhẹ thôi là xe hơn góc mái lòng anh em ví. Không có cơ hội nha. Vẫn còn thấy nè. Có lẽ con này nó nhứ rồi, không chịu chạy nhanh, cứ chạy chậm như thế này thôi. Nhưng mà anh em thì cực khổ lắm nha, chậm như thế mà anh em đi không có kịp. Con tới giờ lặn rồi, anh Thiện thì cũng không có ví nữa nha, chỉ có là đứng ngó cho nó chạy đi thôi, dây không có đủ tới.
cano chưa có dòng tới nha, chưa có chạy theo anh em. Đây anh Thiện quắt đèn, cắm thì không có rượu nữa, nhưng mà anh Thiện rượu được này. Wow, may mắn này. Sau một lúc kiên trì tầm khoảng nửa tiếng nha, cuối cùng anh Thiện cũng xiên được con cá này. Cái này gọi là cái gáy nha, rất là to luôn. Không hiểu bằng cách nào mà anh Thiện ví tới và xiên được. Có lẽ con cá này nó cũng mệt. Ở đây là phát hiện ra mực nang. Mùa này đa số là mùa mực nang, nhưng không hiểu sao là còn những con bé tí như thế này đây. Tầm khoảng hơn nửa ký, một ký thôi. Thường tháng mực nang này ít có con nhỏ lắm, đa số tầm khoảng 1 ký đến 2 ký trở lên, ít có con dưới nửa ký nha. Nhưng mà gặm được 2 con thì toàn là những con tầm khoảng 1 ký thôi. Và một con cá sọc dưa nha, cá sọc dưa vàng. Cái này thì ăn khỏi chê. Cái nẹt rất là thơm nha cô chú anh chị. Vì những con cá này thì cũng ít để mày có bán, đa số anh em được lên sẽ nấu ăn một đêm hoặc một chiếu thì anh em được tầm khoảng 1 đến 2 con thôi. Dưới này là một con cá tho. Wow, xương không trúng. Đây một con cá mó bịp nè. Wow, hình như cũng không trúng rồi. Cá mó bịp này cái nẹt ăn mềm nha, tự như nó bị nhẽo luôn, nhưng mà ăn rất là ngọt không chú anh chị. Rồi sau một lúc cũng tới giờ lên. Tháng này lạnh á, anh em lặn ít thời gian nha, giờ lên sẽ thành khỏe thôi. Cái gãy à, cái này anh em ví bài luôn, ví chạy khé xe. Con này tầm khoảng 4 ký, 5 ký, cái ít lắm. Không có mực nang thì anh em cũng không có hải sản gì để siêu bắt nha. Tết nhà và anh em sẽ về bịch siêu để khỏi bị bủn cá nha, cái kình với là cái chèm. May mắn được một con cái gái to, hải sản tăng này thì không có nhiều. Có lẽ video cũng tạm dừng tại đây nha.